Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, ngày 18 tháng 7, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Bình Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở, ngành, quận, huyện nhằm tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Ngày hôm nay 18 tháng 7, Đà Nẵng có 46 ca mắc mới nằm trong 12 chuỗi lây nhiễm, trong đó có 6 chuỗi phát sinh ca nhiễm. Riêng chuỗi nguy cơ cao liên quan đến công ty điện tử Việt Hòa có thêm 19 người liên quan đến F1. Đa số các ca mắc là F1 và nằm trong khu vực phong tỏa. Địa phương đã thần tốc lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 37.000 mẫu, 21.840 mẫu cho người dân 4 phường đang thực hiện chỉ thị 16. Đánh giá chung, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn phức tạp, điểm nóng là quận Liên Chiểu và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Các khu dân cư của công dân sinh sống có những ca mắc mới nhiều. Qua rà soát khu vực liên quan, các ca mắc và khu phong tỏa, phát sinh ca dương tính nơi cư trú. Trong 3 ngày tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố tiến hành xét nghiệm với 4 phường đang thực hiện chỉ thị 16, 52 phường còn lại lấy khoảng 30% đại diện hộ gia đình. Quận Liên Chiểu đã lập 30 vị trí phong tỏa cứng, truy vết 142 F1 đã đưa đi cách ly tập trung, truy vết 246 F2 cách ly tại nhà và cách ly 550 người tại khu ký túc xá phía Tây. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Bình Triết cho biết, quan điểm của Thường trực Thành ủy là các sở ngành địa phương cần quyết tâm ngăn chặn không để dịch lây lan trong diện rộng, chủ động ứng phó với tình huống xấu, chuẩn bị kịch bản xây dựng phương án ứng phó ở mức độ cao hơn, đồng thời đề nghị ngành y tế và địa phương tập trung xét nghiệm trên diện rộng, làm cơ sở đánh giá đề xuất biện pháp xử lý trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, việc xét nghiệm trong khu phong tỏa và đại diện hộ gia đình trong thời điểm này là giờ vàng. Có một số địa phương là đề nghị cách ly F1 tại nhà, thì Thường trực cũng có quan điểm là giao cho Sở Y tế nghiên cứu các hướng dẫn của Bộ Y tế thật kỹ và trước mắt tổ chức làm thí điểm ở một số địa phương có điều kiện, chứ còn chưa nhân rộng cái việc này. Sau khi phân tích bàn bạc của ngành y tế về chuyên môn, về những cái điều kiện đảm bảo, nhất là về công tác giám sát, rồi xử lý chất thải, rồi hàng loạt thứ vân vân, và nhất là cái ý thức hiện nay của người dân thì cái này chúng ta cũng cần làm thí điểm để rút kinh nghiệm trước khi chúng ta chuẩn bị cái tình huống xấu hơn thì chúng ta có thể áp dụng cái cách ly F1 tại nhà. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành địa phương đã nỗ lực triển khai công tác phòng chống dịch thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị ngành y tế và địa phương khẩn trương đẩy mạnh công tác xét nghiệm với khu phong tỏa, khu nguy cơ cao và 4 phường đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị công tác phòng chống dịch phải đi đôi với an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, lực lượng công an thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình cơ sở, yêu cầu Sở Công Thương không để bị động thiếu lương thực, thực phẩm cho người dân.